Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền hình Lao động và Công đoàn đầu tiên của năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động sôi nổi được các cấp công đoàn thực hiện trong thời điểm này là tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Nhiều đơn vị đã có những đổi mới sáng tạo trong cả hình thức và nội dung trong việc thực hiện quy chế dân chủ, đem lại hiệu quả thiết thực. Vấn đề này sẽ được phản ánh rõ trong mục Vấn đề Công đoàn hôm nay. Tiếp đó, trong mục Tiếng nói người lao động, chúng ta cùng nghe những mong ước của đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động trong năm 2024, đặc biệt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho người lao động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 30 CTTTG ngày 15 tháng 12 năm 2023 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đánh giá kết quả năm 2023 cho thấy, đây là năm công đoàn có nhiều sự kiện nổi bật và thành công. Đó là Đại hội Công đoàn các cấp, một số chỉ tiêu giao đạt kết quả cao. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặt ra đó là chuyển hoạt động công đoàn theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, quán triệt triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đổi mới phương pháp, tăng tỷ lệ tập hợp công nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, 10 công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Tại hội nghị này, ban tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Năm nay, chương trình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và có 465 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tất cả các đơn vị, huyện ngành trong toàn tỉnh tham gia. Dịp này, 10 công nhân lao động đã được trao tặng nhà mái ấm công đoàn. Tại chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen cho 30 công nhân lao động tiêu biểu, 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Chủ tịch nước và Ban Dân vận Trung ương tặng quà, trị giá mỗi suất quà 1,3 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 250 suất quà, mỗi suất quà trị giá 640.000 đồng cho 250 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An dự kiến chi gần 20 tỷ đồng chăm lo hỗ trợ cho hơn 20.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản triển khai chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động mua hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả ưu đãi. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, dành cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tham gia hoạt động công đoàn. Hình thức và mức hỗ trợ bằng tiền, chuyển vào thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của tổ chức tín dụng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn. Mỗi đoàn viên công đoàn nhận một thẻ có số tiền 300.000 đồng, được phát hành mới, cấp miễn phí, dùng để mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn theo quy định của pháp luật. Tỉnh Nghệ An sẽ có 3.000 đoàn viên công đoàn được lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, ngay sau khi luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, vai trò của tổ chức công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc giám sát, tạo sự đổi mới, chuyển biến tích cực trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hội nghị công chức viên chức người lao động của Cục Quản lý Thị trường thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, cũng như các hội nghị thường niên, người lao động được nghe báo cáo đánh giá hoạt động của đơn vị trong năm, cũng như kế hoạch, mục tiêu đặt ra cho năm tới. Song điểm mới của hội nghị lần này là công đoàn đã chuyển các báo cáo cho các phòng ban để từng cán bộ công chức người lao động được tiếp cận. Từ đó tổng hợp ý kiến đóng góp của người lao động nêu ra tại hội nghị để lãnh đạo đơn vị lắng nghe và giải trình. Trong những năm qua thì việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được lãnh đạo cục thực sự rất là quan tâm. Mọi hoạt động dân chủ của cơ quan đơn vị thì đều được công khai một cách rất là minh bạch để cho cán bộ công chức được biết và được góp ý. Cái việc mà thực hiện quy chế dân chủ ở Cục Quản lý Thị trường thì cũng đã là việc làm thường xuyên, lâu dài và cái này đã công khai minh bạch rất nhiều năm rồi. Nhưng cái năm 23 có một cái điểm mới từ cái việc hồ sơ các loại văn bản báo cáo chuẩn bị cho hội nghị công chức người lao động và rất là rõ ràng, minh bạch trong tất cả hoạt động của đơn vị. Những cái năm vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng cái quy chế phối hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể và cụ thể là công đoàn trong cái việc mà để thực hiện cái dân chủ cơ sở. Công đoàn viên chức Nghệ An là đơn vị có đông đoàn viên công đoàn với 49 đơn vị và gần 4.800 đoàn viên. Bằng trách nhiệm sáng tạo, công đoàn viên chức và các cấp công đoàn trực thuộc đã bám sát thực tiễn đặc thù của khối, sự lãnh đạo của Đảng ủy khối và Liên đoàn Lao động tỉnh, nghiên cứu và chủ động tổ chức một số hoạt động, giải pháp mới nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được nét đặc trưng riêng của mình, thể hiện sự sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc thực hiện dân chủ cơ sở. Trong những năm qua thì cái việc thực hiện dân chủ cơ sở luôn được công đoàn viên chức quan trọng, coi trọng và chúng tôi tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt cái vai trò theo thẩm quyền được luật pháp quy định. Và cái việc thực hiện dân chủ tốt đã góp phần nâng cao cái cải cách hành chính này, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh này và đặc biệt là nâng cao đời sống đối với cán bộ công chức viên chức ở khối đơn vị sự nghiệp công lập. Và chúng tôi nhận thấy rằng là công đoàn đã làm tốt những cái vấn đề đó, đã góp phần để đưa những cái cải cách hành chính của tỉnh ta đã được cải thiện. Một trong những hoạt động cho thấy hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đó là đối thoại tại doanh nghiệp. Nếu như giai đoạn trước, việc tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp còn chưa thực sự được công đoàn quan tâm, thì những năm gần đây, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp, tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất tại nơi làm việc. Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp cơ bản được thực hiện nghiêm túc, là diễn đàn để người lao động được biết kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tham gia xây dựng các nội quy, quy chế và thỏa ước lao động tập thể. Riêng năm 2023, ký mới thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 240%, tổ chức hội nghị người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 127%. Nhờ vậy, trong những năm qua, tình trạng đình công và các sự việc lớn có liên quan đến quan hệ lao động giảm rõ rệt. Số lượt đoàn viên khiếu nại tố cáo giảm mạnh. Công ty tôi là đầu tháng 3 là mới kiểm toán về cái hội nghị là người lao động, là những cái thắc mắc của công nhân như về cả cái quyền lợi từ công việc đến ăn uống, sinh hoạt và cả cái phúc lợi cuối năm thì tôi là công nhân đều thắc mắc và ban chấp hành công đoàn cũng như ban lãnh đạo công ty đều đáp ứng đầy đủ cho công nhân. Tôi làm việc ở đây là gần 20 năm rồi nhưng mà chưa khi nào thấy tình trạng là ở đây có đình công hoặc thắc mắc kiểu này. Giai đoạn trước năm 2020, hàng năm tỷ lệ hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại chỉ đạt từ 54 đến 60%, chưa đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra và chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Chất lượng hội nghị cũng không cao, chủ yếu đang mang tính hình thức. Thế nhưng từ năm 2021 đến nay, việc tổ chức hội nghị dân chủ đã có sự thay đổi rõ nét về số lượng và chất lượng. Năm 2023, có 2.878 trên 2.972 đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ, đạt tỷ lệ 97%. Cùng với đó, có 469 trên 560 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, đạt tỷ lệ 84%. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại các cơ quan đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng thời gian. Hệ thống quy chế tại các cơ quan đơn vị được ban hành đầy đủ, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ công chức trước khi ban hành. Tổ chức công đoàn, đặc biệt là công đoàn tại các cái cơ sở, công đoàn tại khu vực cấp huyện, cấp ngành ấy, là phải đồng hành với công đoàn cơ sở để tổ chức các cái diễn đàn, tổ chức các cái hội nghị, tổ chức các cái sân chơi để cho người lao động nói lên được tiếng nói của người lao động. Ví dụ thông qua đối thoại, ví dụ thông qua tổ chức hội nghị lao động, ví dụ thông qua hòm thư góp ý, hoặc là bản thân thông qua những cái buổi sinh hoạt của tổ công đoàn để chúng ta nắm bắt được các cái nội dung của người lao động để từ đó phản ánh kịp thời cho người sử dụng lao động. Sự vào cuộc tích cực và chủ động của các cấp công đoàn đã góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức viên chức người lao động ngày càng được nâng lên, tạo thuận lợi cho cán bộ công chức viên chức người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, bước sang năm mới, một trong những nhiệm vụ được tổ chức công đoàn các cấp quan tâm thực hiện đó là chăm lo Tết cho người lao động. Năm nay, các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động được tổ chức rộng rãi và phong phú về hình thức, đem đến cho người lao động nhiều quyền lợi thiết thực hơn. Hôm nay là tôi được đến đây để nhận xuất quà của Liên đoàn tỉnh. Tôi rất là cảm ơn và cũng cảm thấy là một phần nào đó cái sự quan tâm của công đoàn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi hiện tại, tuy rằng món quà nhỏ nhưng mà cũng góp phần nào đó để cho cái Tết của gia đình tôi được đầm ấm hơn, đầy đủ hơn và cảm thấy ấm lòng hơn. Hoàn cảnh khó khăn, chồng em đứng đấu không làm được, một mình em xoay sở nuôi con ông học. Nhà em thì nhà nhỏ rồi mưa rột nên là em rất không chỉ là cảm ơn bên công đoàn thị xã Thái Hòa đã hỗ trợ giúp đỡ cho nhà em về một mái ấm tình thương, đỡ hỗ trợ anh em để sang năm có một cái nhà để ăn trang hơn, để có chỗ chú nuôi chú nắng, em rất chỉ là cảm ơn. Thì chương trình Tết Xuân Vầy là một cái hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn trong rất nhiều năm qua, thể hiện cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn cùng với cấp ủy chính quyền trong cái việc thực hiện cái an sinh xã hội, đặc biệt là cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn đến đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nó tạo thêm cái động lực, cái tinh thần cho đoàn viên và người lao động có thêm cái động lực để tiếp tục gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cái công tác sản xuất và lao động. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.